Nên mình sẽ làm một clip liên quan tới biến thể. Đó là hai vấn đề được mình tham khảo trên group, là vấn đề vệ sinh biến thể khi chơi với vấn đề luyện biến thể song song với 3x3 hay có bị giảm fingertip hay là lúc xuống không. Mình sẽ giải đáp vấn đề thứ nhất trước là vệ sinh biến thể. Thì đầu tiên các bạn chơi biến thể, các bạn ngoài chờ mấy con speed, khi chơi biến thể speed những pyramid đồ thì các bạn sẽ rất là ít bám bụi, các bạn chỉ cần lo vệ sinh sticker lâu lâu lấy ra chùi cho nó đừng bị bám bụi nhiều bên trong, chơi ít nên nó rất ít bị dính bụi. Nhất là con mấy con như acid thì nó có mấy khoảng trống mà khi scrum thì nó sẽ mấy cái bụi nó sẽ dính vô cái bề mặt khác mà nó sẽ bay ra hết. Nên vấn đề biến thể thì mình không lo, hoặc là con gigamin nếu các bạn chơi các bạn thấy nó bụi quá thì các bạn phải gỡ, các bạn cạy cái tâm ra bằng cách các bạn đưa nó xuống một cái và bung nó ra như vậy. Mình đã nới ốc nó hết sức là lỏng để phải speed. Hiện tại mình bị đứt cái tay, con này gãy nên nó bị đứt ra thêm nữa. Và nên vấn đề về sự vệ sinh biến thể các bạn không cần lo, mà nếu dơ các bạn chỉ cần tao ra mà chùi, thì như các con 3x3 lấy ra mà chùi các cubi bên trong. Rồi vấn đề thứ hai là vấn đề bit hay là chơi biến thể có ảnh hưởng tới thành tích 3x3 không? Thì mình nói vấn đề là một là có hai cách trả lời, là một là có, hai là không. Và hai trường hợp này đều có thể xảy ra. Thì thứ nhất, các bạn chơi mấy con speed rất là kinh khủng, như là hay là cắt góc cũng bá đạo như con này cao su, thì lâu lâu các bạn có thể bị con nghĩ là con này thì các bạn không thể nào mà chưa thích được vì các viên nó hơi bị nhỏ, nên các bạn bằng hand trick thì không ảnh hưởng gì tới 3x3 lắm. Như các bạn chơi skill cũng bạn bằng hand trick, có người luyện skill thuộc không với 3x3 rất nhiều người nhưng lại không bị giảm thành tích của 3x3, hay là vitamin cũng bạn bằng tay luôn. Còn mấy con như vậy sẽ mất từ 3x3 ra, cơ bản nó là có một cái góc cắt yếu, cái độ khích corner yếu đó. Khi các bạn chơi các bạn switch thì các bạn sẽ được làm quen với cái độ khích corner kém. Các bạn qua 3x3 các bạn chơi thấy rất là phê, chơi rất là phê. Còn mà mấy con chơi gì các bạn nhìn cái viên tam giác hay là cái hệ màu nó khác với 3x3 rất là nhiều, thì lâu bạn có thể sẽ quen với hệ màu của con này. Còn mình nghĩ là con này các bạn cũng ít chơi nhiều đâu, và lâu lâu thì có thể qua 3x3 sẽ bị loạn màu một tí là mấy con này hệ màu nó khác. Nói chung đối với mình thì chơi mấy con này cũng không ảnh hưởng gì tới speed nhiều lắm, trừ khi các bạn chơi nó quá lâu thì các bạn mất cảm giác với con 3x3. Mất cảm giác thì rất là khó để lấy lại cảm giác cũ, phải luyện khoảng một chơi cho nó nhả lỏng cái tay ra. Khi các bạn chơi này, các bạn hand trick thì nó bị cứng là phải làm các bài tập giãn tay như vậy để cho nó giãn lỏng cái khớp ra, chơi 3x3 nó được dễ hơn. Cảm ơn các bạn đã xem clip, nếu thích clip thì hãy share và subscribe và like clip nha.